Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Đà Lạt Dấu Yêu, xem những hình ảnh đẹp nhất về Đà Lạt, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2021, Lâm Đồng ghi nhận một ca COVID-19 mới. Đây là trường hợp F1 đã cách ly tập trung từ trước, qua xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2. Là bệnh nhân 797985 CQB 18 tuổi ở địa chỉ Phi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, có dịch tễ F1 của bệnh nhân 687558, lái xe LVT. Ngày 18 tháng 9 năm 2021, anh CQB làm việc tại gara Khiêm Linh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, tiếp xúc với bệnh nhân LVT ở địa chỉ Nghĩa Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, là lái xe đến gara để thay dầu xe. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, có thông báo khẩn số 52 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, 2 ca COVID-19 mới, một là lái xe tại thành phố Đà Lạt và trường hợp thứ hai liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại nhà xe Như Vinh, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, đã hoàn thành cách ly tập trung và sắp kết thúc cách ly tại nhà qua xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong chiều ngày 2 tháng 10 năm 2021, Lâm Đồng đã lên kế hoạch tiếp tục đón công nhân về địa phương. Dự báo thời tiết tại Đà Lạt đêm nay và ngày mai có mưa rải rác, nhiệt độ trung bình 16 độ C, sức gió 5 km/h, độ ẩm 96%. Tiếp tục chương trình là đoạn video mưa chiều phố nhỏ, sau cơn mưa trời lại nắng. Mời quý vị và các bạn cùng xem.
Bản tin Đà Lạt Lâm Đồng hôm nay kết thúc ở đây. Quý vị và các bạn yêu mến Kem thì tặng cho Kem một like, một đăng ký để giúp Kem phát triển. Xin cảm ơn.